đường của đèo Thầy Đài. Đấy rồi, đấy đấy, sơn rui rui đấy. Từ từ từ. Thôi đừng cua nữa. Đưa anh Phương này, kinh nghiệm của anh Phương mới giải quyết được. Cuốc nhẹ thôi anh. Cuốc ở trên dọn. Từ nay không có đường nào khác rồi. Hết đường rồi. Chưa chuẩn bị áo thì chơi bắt sống đi gần. Bây giờ dùng hở mẹ cái kia đâu kìa, nó vẫn thấy nó không được thuận đâu. Đấy, ra rất phí. Đấy, ra luôn. Đó, ra luôn. Ra phí nữa. Chú phải ke tay vào nó vào, ra đấy phát ra chú phải. Nó không có đâu đâu 1 triệu à? Không đưa 1 triệu à? Đấy, đưa 1 triệu hơn gì nào. Thế nào mà lại còn không, nó chạy vào nó vẫn chạy ra được ấy. Đấy. Đấy, nó lại chụt ra thôi. Nào, đẩy tay vào lỗ đấy. Đấy. Bắt được rồi, bắt được chưa? Đấy. Phải bắt sống. Đổ luôn vào trong ấy. Hay là để quay đã. Bắt rồi, bắt rồi. Đây. Quay kết định mạng con này to nó cũng ngoạn luôn. Ui, con này to đấy. Ui, mẹ to nhất đan luôn. Được đấy. Vẫn có con nữa đấy. Thế rồi. Con này con đẻ. Con đẻ chứ không có dân con này con. Đang xem cút chuột này đang bắt chuột ngoài đồng. Ui, hàng hay dễ con quá. Thì là gió từ từ đã phải đặt cái rơm ra, chúc mẹ ra rơm. Về thì vợ đang ngách ở nhìn thầu mẹ. Đây đây đây. Ui, ở đó đó. Chịch luôn, chịch luôn. Chịch luôn đấy, nó trong đấy. Ờ, thôi được. Chịch luôn. Ở đâu ra? Anh không ăn cơm, anh về trong này nha. Ăn cơm này. Ăn cơm nha. Xong bắt xong thì giờ nên. Yeah. To. Ở nhà còn nhiều. Xong tí về ăn cơm nha. Anh khoảng 10 giờ nha. Chưa nói xong tắt máy xong. Ấy ấy ấy. Chết. Chết. Lại vào kia. Vào. Ui mẹ, hàng này cháu hàng chìm hay sao mà nó cắp nhiều giờ mà. Cố luôn cái hàng nó mới nhảy vào đây được. Nó vẫn đấy. Thực cái bổ ghê không? Bổ ghê thật đấy. Là phá mà. Anh nên nguy hiểm nhất hành tình. Thế mà đi phá mà thì đi học phá. Đấy, 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 chích, con đuôi con này phá. Này, bắt đầu rồi. Rồi, vào cái hàng này. Rồi. Hàng này thì nó vẫn còn nhiều luôn. Hàng này thì vẫn đang to. Bọn này đuổi kém quá. Còn chưa như thế mặt nó đã rút vào rồi. Cái gì kiếm tiền thì mày. Cái này cá. Đấy, đấy chạy. Chết, chạy đó. Nật cái này, nật cái này. Nật cái đồng đất. Cái kia nó vào đây. Cứ đặt đồng đất, đồng đất. Không, nó chạy nó trong thôi. Đây có cái hàng đây. Cô tiếp. Nó đang ở giữa hai bên đấy. Quay đây xem hôi hộp chứ. Anh ra ngoài ống cũng qua đâu, đi viện ở cái hải. Còn cũng cái hải, cái hảo. Kiểu anh Phương mà điền nhé. Vương mới xà quá anh xuống rồi. Ấy. Chó nó chạy hẳn ra xuống đấy đuổi nhưng mà. Đây đây đây. Đâu rồi? Đây 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 đây. Chó nó chạy. Đây vừa vào, đây vừa vào, đây rồi, đây rồi. Đâu nhỉ? Em không biết nhưng mà chỉ biết là trong này để sợ. Đó như heo đầu vậy. Đây 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 đây. Hàm lắm. Ý. Ý. Kéo đuôi ra, kéo đuôi ra, kéo đuôi ra. Chạy xa rồi. Cứ để cho nó chạy ra ruộng thì nó. Đây đây. Chửi ra ngoài, không cho nó vào trong vớt. Đấy, được rồi. Mình còn chưa làm gì. Đi hai bên đi để xong.
mất. Bắt bắt nhái thả ở đây chuột sẽ ăn luôn. Anh Phương đứng sang bên kia nó chạy mất. Đấy, Phương này, Phương này. Phương này. Đấy, cũng tại đây, đúc nhái. Đây ở trên phòng cơ hội. Ui, chết cả đan luôn. Hả? Cả đan chuột con. Đâu? Đâu? Đây. Hả? Đâu, đâu, đâu? Đâu, đâu, đâu? Chuột, chuột con. Đấy. Chuột bao tử hả? Ừ. Cầm cho chứ. Đó, cho để rằng. Người ta mở tay. Thì ra ngoài để cho anh cho tải đấy. Cái này nuôi. Với cho cá. Con đực con. Mẹ con này được. Đan béo luôn. Đây con. Chúng ở đây. Ở đây con đỏ đỏ ở trong ấy. Đây cái cuốc cái chúng. Nó chạy. Đây đây. Đây nó cuốc đi. Cho tải đấy. Con chuột mẹ cuốc đi. Đấy cho tải. Ui chạy nhanh ấy. Đây 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 tổ này này. Một tổ ấy. Đó đó đó, cả tổ nhá, cả tổ này đây. Tên tên tên. Cuốc cuốc cuốc. Đây cảm xúc. Con mẹ chuẩn bị chạy đấy. Nha để Tuấn để tải đây. Đây 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 để lại. Em cũng biết đuôi nó rồi mà. Đấy, đâu. Đây. Tao cứ xem đuôi luôn. Cứ đứt đuôi chuẩn bị ra. Cứ cuốc đi. Cứ vừa rồi. Cuốc đi, cuốc đi. Thật ra vừa thấy được cuốc đi với đuôi làm đéo tí nữa nó phải chạy. Con chuột mẹ này phải to lắm. Chứ lại chạy là không chuột. Ừ, nó chạy mất, nó chạy mất, nó chạy mất, nó chạy mất, nó chạy. Ai đứng ở trên kia hả? Đâu. Đâu. Xe máy đi. Các bọn nào? Đi lên đi, sang sang đi lên xe máy đi. Ờ, đi em nên ngồi xe máy đi, em cầm cái tải lên. À cầm cái túi rắn kia đây. Không là nó xoạc đấy. Nên đi không thì là nó về bên nữa. Đấy chứ. Có ăn được mà. Ấy ủ nhiều quá. Ôi. Chắc là con chuột mẹ đấy. Có là. Bắt được con ai được? Con đấy đâu nó chạy được chứ? Rồi rồi cái gì này đúng không? Chứ mẹ đánh nữa. Thank you.
mất tất à? Đây. Thấy kìa. Đây. Đâu chứ cân mất chết con. Đây con. Hay chú Giang hay cho rắn vào chỗ này luôn. Nghe nó thông nhau à? Chú Giang ơi, đây, hàng này có chuột. Chắc chắn có chuột. Nó bún. Nó bún đấy con không có. Vậy nó bún không? Ui, hàng nay mà không có chuột thì ngách. Mà nắp bùn này là không có ngách. Hàng này auto có chuột. Nắp cửa này không có ngách. Cả chuột mẹ. Ấy, ui đồ, kìa, ui, đuổi, đuổi. Cho nó con này là con mẹ luôn. Vẫn con. Chúng mấy con nữa. Vừa cho. Vừa rồi. Gớm hai nhát. Hai nhát thì hết cái hàng. Bọn nó toàn bắt bơ to chứ bơ bé này nó có bắt quái đâu. Đây. Để này cứ chạy đến lại chạy đấy. Đây. Đây đó tôi chỉ có thế này, để đồng của tôi đây. Chuột à. Đây, chú Trang này. Hàng này có chuột.
phạt nó. Ui, thật ngách cả này nha. Có phá bơ phá bụi. Ấy, đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Tiếp tục. Thầy kia mình bị quay đông nè, phải năng cái gậy chống dùng quay nó mới mịn. Có gậy chống dùng mà. Ôi. Em tăng ngoài đồng. Chứ vẫn tăng ngoài đồng. Không? Có, có. Cái gimbal hôm trước này. Lúc nào về anh gimbal đấy, quay chuột anh sướng. Chạy thoải mái. Đừng, đéo đuổi được. Không, cái đấy không. Anh Phương ấy, mua con GoPro ấy. GoPro chống dùng hay lắm. Không, không kịp được. Quay mình không nhìn thấy ấy. Vẫn phải có một người ở cầm vừa quay với nhìn. Cơ mà chạy đuổi theo chuột hay dùng dùng dùng. Được ngay cái cạm. Đây 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 hái con già mà đeo hối được con nào cho chạy được. Rất đông các thành viên như thế nào. Đấy 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 đấy. Mẹ lại chạy bật đời. Con nào con này chưa đi không chàng? Con con đấy. Nhiều nhỉ, hàng này chắc là chắc hôm nay nó tụ tập chắc sinh nhật thế nào đây. Sinh nhật. Đây. Con này chạy ngủ một phát này nó rất đồi nhiều chuột. Đấy. Cầm đi đi chân đấy. Chưa. Đấy, đấy mình làm ra đây. Đấy, phải ra đây sao không? Đấy, 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 đấy. Nào vào. Đấy. 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 quay đã biết được. Mình bảo là chúng tay thôi mà thấy đâu không thấy đâu nữa. Chính cỏ hai tên đấy nó định danh em. Không muốn đấy. Đấy. Đâu. Phải có hai nào hàng này này. Hàng kia. Hối nó ra, hối nó ra. Đâu. Đâu thấy. Bắt được chưa? Mẹ có hàng nên mẹ bắt nó ngay. Có hàng ở đây rồi, đây có hàng này rồi. Ôi, sao có hàng này rồi. Nó nhớ cả hàng kìa, kinh nhờ. Cho thằng này trước. Hàng này khả năng hai con nhỉ. Ừ, không phải một con chưa chạy tiếp được kìa. Nó nhớ cả hàng nó, ghê thật. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây đây. Mỗi nhẹ thôi không chết. Không rồi, chắc không có đâu. Đây đây, lúc nãy con này còn chạy ra đây. Đây đây, chú ạ. Chuẩn luôn. Vô luôn bên này, phọt luôn ra này. Đấy, đây, đấy. Đấy, phọt mẹ bên đó. Đấy, chạy ra hàng này thôi. Vẫn con, hàng này vẫn con. Thế tinh thần, chuẩn bị tinh thần. Mẹ thấy phát là đá nó ra ruộng. Hãy đặt chân nó dìa bơ đây. Cái anh chỗ nó chạy ra ngoài, chạy ra ngoài, chạy ra hàng trên này, đấy. Thế thôi, hàng này cổng. Chạy ra, thế nào. Đấy, đấy, anh cho lại, đấy, hàng đấy. Bé nhiều hàng lắm. Đuổi mới sướng. Tưởng con đuổi chạy vào đấy. Đấy thì nó chạy vào đấy thì nó lại phi ra đây thôi. Không, hai con mấy con nữa mà. Không. Con nữa. Đâu? Đây đây, chỗ này. Chỗ nó trên này Cường ạ. Chỗ nó trên, chỗ này, rút cuốc đi. Tiện đứng công tác. Đây này nó cứ chửi mà bố. Đây này chửi cuốc chửi. Cứ cho cụ đi nhã. Thấy ghi sẵn tiền nó cháu cụ nhã rồi, nó còn giết người kia thì nó còn chửi nhỉ. Xem trên mạng lấy bằng chứng nhỉ. Chuẩn bị tinh thần để đá nó ra khỏi ruộng. Đấy,
đây. Đấy, ui, to quá. Đấy, anh Phương. Đấy. Sơn đâu? Bán anh nhá. Đây. Cho em, Ơ. Chết thôi. Nó chỉ dưa với chỗ này rồi. Mất luôn kìa. Hay không? Nó phọt phòng bơ về đây thôi. Chứ không? Gọi không? Đây hay là dặn phết thôi. Phọt đi mất rồi. Trông có một điểm ở đây. Giờ cái đuôi. Con chuột vẽ là thành con chuột to. À, con chuột vẽ thành con chuột to gì? Này bắt anh nhiều hết. Quay gần như chuột vẽ nó cũng to. Cái này ngon. Hàng này chú à? Liệu nó có chạy ra không? Tuấn tất cả anh cái ấy đây, anh cắm này. Pin yếu rồi, xong hết rồi. Dương bên đầu thôi. Đang dương nghe rồi. Dương nghe rồi. Ngon không? Ở đây Dương đứng ở đấy sao ạ? Không phải. Dương ngay ở nhà đi anh Chiến mà đi ra ngoài. Nãy nó bảo không thấy không lấy xe anh ở đứng ở ngoài đông. Nó biết được đi đằng nào mà còn xe đâu. Hay nó ra nó nhìn có thấy ô tô trắng hay sao? Không, nó tối em trước xuống tên nóng đủ ăn nhỉ? Để tuy xem đại gia Dương thế nào. Rồi. Dạ này lại có một đại gia mới nổi. Nó bơi mà. Đó, dạo này có một đại gia mới nổi ăn uống tèn. Đại gia mới nổi ở cái nhà này. Với mức lương mà nhiều người áo ước. Đẹp không? Nhìn. Có gì? Thôi. Đẹp. Thế đây mới ổ đây mà không. Đây nó ăn ra đây mày. Rồi ăn. Cốc mà cào chú cứ hai cho phan phan. Cật rồi nó ăn vào đâu. Đây. Ăn đẹp như thế này. Đấy. Đó nó ra. Đâu? Mẹ nó chạy ra dưới bữa hay bố nó. Chẳng qua không cho ăn dẫm chứ em dẫm phát chết. Mày cứ dẫm đi. Thế cơ bọn nó có con chuột, à còn chó, đang một chó đi. Chó đi ăn thua. Sẵn cùng. Chó nó ăn chết luôn. Chờ nó tìm nhìn thấy còn chuột. Đợi chú gà. Em lại ăn cái nít đúng không? Ờ. Con bắt nhưng mà nó đen nó bục luôn. Chó đuổi đúng không? Ờ, chó đuổi nó cắt là nhiều dã man luôn. Chó đuổi như nó vui đúng không? Ăn thua. Mà cua ở cái bụi đất đấy à? Ờ. Hồn những người để con đéo bắt được. Nó cứ dỡ một tí này có đan thuận luôn nhỉ? Ồ, vấn đề là nó đéo thể tỏ nhỉ? Rồi này nó lại chạy vào hàng. Em nghĩ nó lùi ấy nhỉ? Lùi mình kia đấy. Không ổn. Không, chó nó nào nó sẽ ngửi. Giờ nó ngửi xong nó đấy, xứng ra, nào ra phát đớp luôn. Chó nó sẽ ngửi cửa ngách ấy, cửa hàng ấy. Nào ra phát đớp luôn. Ấy, đấy, kia. Đấy rồi, dưa đường thế ơi. Đấy mất. Đấy. Đấy, chạy bắt. Ui Sơn luôn. Đâu. Ôi Sơn. Đây. Như này nào không? Cháu như này đâu. Thế là đâu? Đây. Quay lại. Đây. Đâu? Thế là con bò với cả hai chuông khỏi. Đâu? Cứ đây. Đấy. Đây cũng nách rồi đấy. Rồi chú Trang ơi. Rồi có hàng rồi ruộng. Thế là con bò này. Ừ. Đây rồi. Nhìn thấy mặt luôn à? Đây. Đấy. Con bò. Nó chỉ ở đâu chú Trang hoặc đâu này thôi. Nhìn thấy mặt luôn à? Con bò mới hai chuông cỏ. Đấy. Xe. Thì lúc nãy cũng nủi kiểu này đúng không? Khả năng sẽ có hàng ở ruộng cháu biết rồi. Tin nó tin luôn chứ. Giống này rồi. Chuột. Mình đang chạy ra đây thôi. Cho cái kia. Đây. Con bé đấy. Con bé. Còn to con bé bắt luôn. Chít vào, chít vào đằng đấy vào. Thôi, đang ấy chít rồi. Con già đấy, nó già vào rồi. Con đéo tập trung đuổi. Đuổi này đuổi càng dễ. Hôm nay buổi chiều về đâu cũng sẽ tô uống rượu ngon lắm.
mệt đúng không? Tối nay uống luôn à? Uống luôn. Ủa mẹ con rắn đã lắm to lắm mẹ. Kia bắt đây kia lắm. Nãy cái con rắn 2 mét rưỡi đấy. Rồi mẹ cái điện thoại. Vô luôn chứ nhỉ? Tao để vô luôn, vô luôn. Vô con kê nó chạy chát. Trời ơi. Cái con kia chạy mất rồi à? Nó có hàng kia thôi. Đấy, nó sẽ dài ngách chỗ này này. Đấy, ôi trời, còn một con kia thôi. Bắt luôn. Ôi mấy con ấy. Chết. Bắt. Đừng đánh chết, đừng đánh chết. Bắt được bông tay. Không chia. Bé quá. Bé quá. Đừng đánh chết. Bé nào. Đâu nhỉ? Đây không có quan trọng gì sao bé. Đây. Ta mệt quá ta đây. Nó có cắn không ấy? Đâu không? Sẽ bắt sống. Đúng đâu rồi bắt sống luôn đấy. Bắt thích còn đâu. Thế tầm giờ này. Thế chúng đâu bắt sống luôn. Kia cho tôi sát kia sao. Quay đưa lên mạng. Cái này, ra kia, chúng ta kia. Chưa. Đeo trên bảo, còn miền Tây nữa làm rồi. Chưa. Đấy, kia. Bắt sông, quay cái này thôi. Úi, nhanh như chuột. Bé quá. Đuôi. Thôi. Đây, chưa. Này hốt nó không dám chạy. Đà nó như này đồng ghê quá nó. Cái này ăn cho ta đây. Chủ yếu bọn em bắt chuột. Ôi chết mẹ rồi. Nó bị phê rồi, nó chết đâu. Thế thôi. Phải như sơn to quá. Gặp sư phụ chưa, gặp thầy giáo chưa. Mở lên. Ấy, đấy. Đâu ấy. Đấy rồi. Bắt luôn nó. Những cái hàng này khu rơi không có đâu. Chỉ có cái con nó chảy ra rồi. Được rồi. Đây. Đây. Dặn vâng. Trường nó bục xàm. Ấy rồi, bơm thử đi xem có bục thật không. Có bục không? Đấy, hàng đấy được ấy. Thẳng bên này ấy. Đấy, anh nó ở bên này đi xuống. Không có, chạy đi. Chưa. Bọn này nó đi lắm. Hết thôi. Đấy, có một cái ngách bên này đây. Hết. Đặt xàm ngay xuống đấy. Hết rồi. Hết bờ mới là hết. Đó. Biết đâu lại được con rắn nữa nhỉ. Tối về mới chẳng ngon. Úi, nổ rồi. Chết rồi, thế này chết rồi. Chết. Chết nào bắn à? Bắn thì rơi á. Nếu bắn còn gì thì chết rồi. Úi, hột đạn bay qua đây. Né. Kéo này bắn thịt lùi. Anh đâu quay cái miệng hàng này đoạn. Quay miệng hàng này, review một cái miệng hàng. Đấy, tiếng tổ quốc đấy. Vịt nuôi. Hay là vịt chơi ra thì không vịt nuôi rồi à? Ở cái đội này đội căng đánh lưới căng à? Có em lưới tăng hình rồi chứ à? Dạ đây vịt chơi bay cái anh Phương này. Đấy, hai con bay đây. Đấy. Đúng rồi, vịt chơi đây. Vịt chơi này. Ừ. Nó to phết. Đấy, nó bắn đấy. Nó mới to nhỉ? À, nó đi cung với đàn vịt nha. Nó bắn. Bắn chắc bắn trượt. Đấy. Bắn một trên rụng rụng á. Nó đấy đi đâu. Mẹ khá nó lại xuống à? Lại xuống. À nó bắt môi. Nó gọi vịt đi, nó gọi tiếng vịt đi. Cái này bắn sẽ chơi thôi ạ. Ok. Phải mấy con nếu không có đi lấy chí luôn. Thông ra cả kia cơ mà. Cẩn thận mất cao sừng chém đứt luôn, thuộc luôn. Đánh sang ngách bên anh một tí, bên anh có ngách. Đấy, mẹ tươi rồi rói luôn kìa. Người nói đây đi sang hàng nãy thôi, thằng các bạn bị bắt mất rồi. Thằng nghe sau nhiều chơi đấy bắt đấy con ngay nữa đấy đang sao biết còn vịt chơi còn vịt nha nhỉ vịt chơi nó chân đen chân nó đen nó đen xi luôn thì nha anh em ơi tao anh cho mấy hôm rồi hôm chỗ này hai hôm đâu kìa tan rồi nên sang bơ bên kia không đây chỗ này bao nhiêu mà may quá tụi mình như thế mà đâu có nhỉ có sức đang xem cút chuột này đang bắt chuột ngoài đồng mùi lắm hả
hay dễ có lắm. Thì là gió thứ tư đã phải đặt cái rườm ra nó chúc mẹ ra rườm. Về thì vợ đang ngách nhìn mẹ. Ôi, ở đó đó. Chịch luôn, chịch luôn. Chịch luôn đấy, nó trong đấy. Ờ thôi được. Chịch luôn. Ở đâu ra? Ờ, anh không ăn cơm, anh về trong này nha. Ăn cơm này. Ăn cơm nha. Xong bắt xong bây giờ nên yeah. Đó. Ờ, xong tí về ăn cơm nha, anh khoảng 10 giờ anh nha. Chưa nói xong tắt máy xong. Ấy, 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 chết, chết. Đuổi hàng vào. Ui mẹ, hàng này cháu hàng chìm hay sao mà nó cắp nhiều giờ mà. Cô đuôi cái hàng nó mới nhảy vào đây chứ. Nó cũng đấy. Cái bổ ghê không? Bổ ghê thật đấy. Là phá mà. Thế mà đi phá mà thì đi học phá. Đây, 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 chích. Con đuôi nó lại phá. Này, bắt đầu rồi. Rồi, coi cái hàng này. Hàng này thì còn nhiều luôn. Hàng này thì vẫn đang có. Bọn này đuổi kém quá. Còn chưa như thế mặt nó đã rút vào rồi. Cái gì kiếm tiền thì mà. Đấy, cá. Đấy. Đấy, chạy. Nó chạy đó. Nó chạy đó. Nật cái này, nật cái này. Nật cái đồng đất. Cái kia nó vào đây chứ. Cái đồng đất đó. Không, nó chạy nó trong rồi. Đây có cái hàng đây. Sao nó việc. Nó đang ở giữa hai bên đấy. Quay đây xem hơi hơi hộp chứ. Anh ra ngoài ông cũng qua đâu đi diện cái hải. Còn cũng diện hải cũng nào. Kiểu anh Phương mà điền nhỉ. Vương mới sàng quá, anh xuống rồi. Ấy, chó nó chạy hẳn ra xuống đấy đuổi nhé. Đây, đây, đây. Đó, đó. Đâu quá. Đấy, đây, đây, đây. Chó nó chạy, 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 chạy. Đe dừa mát, đe dừa mát, đấy thôi. Đâu nhỉ? Em không biết nhưng mà chỉ biết là trong này đấy sợ. Đó, mình heo đầu vậy. Đây 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 đây. Hàm lắm. Ý. Kéo đuôi ra, kéo đuôi ra, kéo đuôi ra. Chạy xa rồi. Cứ cho nó chạy ra ruộng thì mới ô. Còn đấy, đi cũng chuột đấy nó gây. Gây không? Gây. Gây hơn hẳn nhỉ. Ừ. Trời bắt đầu nghĩ ra cho để giảm cân đấy. Mấy cho quần đi cúc chuột. Lại cho Nam đi Thảo gì cúc chuột. Sao đó, quay Thảo chuột trong lớp học cũng được. Rồi, lấy con nào nơ nơ cho chạy bọn nó hốt đấy. Hốt nhảy đến ban này. Xong nó chỉ ấy để cho bịt mắt, bịt mắt. Xong nó nghĩ cách, Sơn ạ. Xong nó nghĩ cách cho nó đi bắt con chuột đấy. Bẻ răng đi. Chú con này kiểu gì có. Xong cứ để cho bọn nó sợ đang lớp học này. Đâu không quay, quay cơ nó hả. Sơn đang, em cứ đang cho quay nó học có con chuột đấy. Tất cả lớp dạy chạy. Sợ. Sao lại cho con mèo nó lại con hốt lại hốt thật. Xong bò treo lên ban lại sợ con chuột đấy. Đấy xong bò này.